Rồi em kính chào cô chú anh chị trở lại với kênh nha. Thì hôm nay em cũng đang có mặt tại vườn hoa đường sông Hành của anh Cu. Thì hôm nay thật sự tại vườn hoa anh sổ luôn nha, với giá rất là rẻ nha. Đây mấy cô mấy chị vô mua nè. Nè quá nhiều dạ. Mấy cô mấy chị chọn được mớ nào chưa? Chưa hả? Dạ. Dạ. Mấy chị thấy bông năm nay như thế nào? Đẹp. Rẻ. Rẻ mà đẹp ha. Dạ. 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 Quá đẹp ha. Mấy cô cũng dạ đúng rồi, YouTube chị. Dạ. Của anh là gì? Dạ nhóc Hợi nè chị. Nhóc Hợi Hóc Môn hả? Dạ nhóc Hợi Vlog Hóc Môn dạ. Rất là đẹp. Này chủ vườn này sổ luôn cho hết nè. Trưa mai là trả mặt bằng rồi nha. Trưa mai là 12 giờ. Dạ. Trưa mai là 12 giờ là trả mặt bằng hết rồi. Nên mấy cô cũng dạ đến đây dạ. Qua wow, dạ em làm cho mấy chị clip này nè nha. Đẹp lắm nha. Rồi mấy chị cứ đi đi, em đi theo mấy chị. Dạ. Em làm em tặng cho mấy chị một clip thiệt đẹp. Dạ. Đây là nhóm sắc mấy chị này là nhóm, dạ, nhóm sắc màu hả chị? Đó, dạ. Cái chị mặc áo vàng đó. Dạ. Chị áo vàng là trưởng nhóm hả? Đúng rồi. Dạ. Có nhóm. Có nhóm. Có nhóm. Dạ mấy chị cứ đi tham quan đi rồi em đi theo em. Ê, làm chị, cho mấy chị đang thay đổi phụ kiện để dạ. Chuẩn bị lên clip mới. Dạ dạ. Anh đừng có quay. Dạ. Hôm nay cô chú anh chị thân mến, em đi theo nhóm sắc màu nha. Mấy chị là ở Hóc Môn luôn hả? Hóc Môn anh ơi. Dạ Hóc Môn. Đó. Dạ đẹp quá đẹp. Giá thành cũng tương đối rẻ. Dạ. Cái hoa này người ta gọi là hoa màu gà. Dạ không, hoa màu gà. Phù hợp cho cái người tiêu dùng mua sắm. Dạ. Tết. Nhìn đây. Nhóm lên cho nó cao chút. Nhóm của chị tổng cộng là được bao nhiêu người lần chị? Khoảng 18 người. Khoảng 18 người ha. Hôm nay thì nhiều bạn bị bận không có đi được. Dạ đúng rồi. Có nhiều đi nhiều. Dạ. Hôm nay thì nói chung là gần cuối năm rồi. Người ta bận việc cơm nhà nhiều á. Dạ nên cũng lu bu. Dạ. Nè cô gái Vĩnh Phúc. Dạ. Cô gái Vĩnh Phúc. Bạn đó ở Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc hả? Dạ. Vĩnh Phúc bạn đó vô đây chơi. Dạ. Chị là chị vô chơi rồi ra Tết chị về. Rồi qua Tết về. Chừng nào dạ. Về bạn ơi. Bạn thường ăn Tết trong Nam hả? Chị phục trang của chị vô y như là mấy người mà hát bài quan họ đồ đó. Làm luôn câu luôn nè, bất kỳ nhỏ nhỏ. Làm câu luôn nè. Làng quê thơ quê tôi. Cái này là chánh tông chứ bác. Dạ chánh tông luôn dạ. Chị thường hát quan câu đi. Quan câu đi, quay phía này. Quan câu đi. Dạ. Cây trúc xinh tan tình là cây trúc mộng. Tình là chị hai đứng một mình qua nơi như càng xinh. Đứng một mình qua nơi xinh càng xinh. Oh, dạ quá hay dạ. Ngẫu hứng. Dạ. Dạ chứ ngẫu hứng nó hay chị. Ở ngoài quê chị hình như là không có loại bông này ha. Dạ. Dạ. Đâu có đâu mà. Ngoài em có mà không có. Có nhưng mà cây nó nhỏ thôi. Nhưng mà giống này hình như là ở trong Nam người ta mang ra phải không? Chứ ở ngoài dạ. Thì đâu có phải không? Dạ đúng rồi. Nó cho trồng mà nhà mình trồng nhỏ xíu à. Biết sao? Người ta thú mà.
như mình giá chị xưa mình trồng. Rồi em chụp rồi. Nhóm bữa nay đi được 10 người hả chị? À, mượn cái điện thoại cho khoảng 6-7 bạn à. Dạ, 6-7 bạn. Có mấy bạn không có đi được. Dạ. 2-3-4-7 bạn. Dạ. Chị nhóm mình có tham gia ca hát đâu gì không? Có chứ em có. Dạ. Bây giờ anh có quay không? Dạ có chị. Phục vụ văn nghệ như ở xã hoặc là ở xã đó. Dạ. Ở địa phương. Dạ. Cái tham gia đi phục vụ biểu diễn. Dạ. Em... tham gia hội thi. Dạ. Em thì hay đi quay đờn ca tài tử, để em hay đi quay nghệ sĩ, như em đi quay ruột, như là những giọng ca chuông vàng, rồi những nghệ sĩ nổi tiếng như Châu Thanh, Phượng Hằng, Cẩm Tiên, thì trên kênh em có hết á. Dạ, chị lên kênh em là chị thấy. Dạ. Nè, 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 đi chơi với, nè em bận gì, hai ba cặp bận gì. Tự nhiên xí bạn của tôi nha. Bên à, bản thân của tôi bạn đó cũng hay đi biểu diễn. Dạ. Chị em nghe giọng ca của chị rất là hay. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Nói chung là cái nhóm em hồi ai cũng thành một cái nhóm văn nghệ. Dạ. Nhóm đây là nhóm sắc màu yêu thương của dạ. Môn. Dạ. Đó, nên thì em đi rất là nhiều chỗ. Dạ. Đi du lịch khắp nơi, ví dụ như là miền Tây. Dạ. Miền Tây đi Quy Nhơn. Dạ. 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 À, nhóm chị có khi nào mình đi làm thiện nguyện không? À, cũng có. Cũng có hả? À, dạ. Cũng có đi. Dạ. Có chương trình chỗ nào thì tụi em cũng tổ chức một bên chỉ là đi không có cái đoàn có nhóm thiện nguyện riêng mà dạ. Chỉ đi theo cái nhóm thiện nguyện đó. Dạ. Mình đi chung á. Đi chung dạ. Chị em như là mời mọi người một ít á, có dạ. Nhiều rồi chung ra là đi chung chứ. Dạ đi chung. Nhóm chưa có một cái nhóm thiện nguyện riêng. Dạ. Tại vì cũng chị em cũng cố gắng mình dạ lại, kinh tế cũng khó khăn dạ mình đi cho trong chương trình nhiều cái của ấp của dạ xã. Của ấp đó, của xã dạ chị là ở Phú Thọ ha em ở Vĩnh Phúc Bình Phúc ở ngoại thành Hà Nội á dạ dạ gần với sát với sát với sân bay Nội Bài á dạ gần tới Nội Bài chị vô đây lâu chưa 30 năm rồi. Hơn 30 năm rồi. Dạ. Về đây từ năm 92. À chị lập nghiệp trong này luôn rồi đó. Dạ. Dạ. Gia đình trong này chồng con trong này. Dạ. 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 Rồi em cảm ơn mấy chị nha. Dạ. Em làm cho mấy chị một clip 9 phút á. Dạ rồi về mấy chị lên kênh Nhóc Hợi đón xem nha. Dạ. Khoảng 9 giờ 9 mấy em đăng á. Ai lên lên kênh Nhóc Hợi dạ. YouTube hả? Dạ dạ lên dạ. YouTube. Rồi cảm ơn mấy chị nha. Cảm ơn. Dạ rồi dạ dạ rồi bà chị. Cái này cũng có duyên nè.